tâu chi à, tâu chi à, tâu chi à, đây là hoạt sông mái của Vịnh Hạ Long nhá. Ô, mấy lý này, phiêu liêng này, phiêu liêng, liêng cái mấy lý. Nhìn mất chào chưa cơ, ê, cháu chỉ là cái tâu chi à, tâu chi ở phiêu liêng này. Nhà cơ tâu chi à. Đây là hoạt sông mái của Vịnh Hạ Long. Các bạn đi thăm vịnh là phải đi qua hoạt sông mái này. Chưa sư đâu, tôi sư lão mày lụy. Hả? Ủa sư lão lắm. Thì cho nhỏ cái bụng của mình xuống một chút nhá. Hoàn sông mái. Đây là hoàn sông mái. Ok. Ông ơi ông à? Đây là hoàn sông mái của Vịnh Hạ Long nhé. Tân ơi, Tân ra đây đi. Chị đứng lên đây. Lên. Của kéo nhanh lên. Lên lại là Tân. Hai chân cua lại. Thật thính nhờ. Tân ra đây đi. Hai chân. Đây Tân đứng giữa. Đây Tân đứng đây. Tân đứng đây. Tân đứng giữa. Đứng giữa đi. Chân khoai 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 đi. Con gái sao? Con gái con đứng với cậu Tuân. Con đứng với cậu Tuân. Con đứng chung chân. Đứng nha. 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 Đứng phi vật thể. Chị ngoan loan ấy bên này á. Chỗ đâu. Đi vào tôi thấy phải là như thế nhà ba ơi. Ra tự chị thẻ. Ba nhìn cháu ấy lắm. Ba cho cái chân lại. Rồi ok như chị đấy. Sát ạ. Nào, cười thật tươi rồi nha. Nào, cả nhà mình cười thật tươi nào. Một, hai, ba. Rồi. Đẹp lắm ạ. Đẹp lắm. Đẹp hơn bà thẹp của nàng Mao. Hai chị em chụp kiểu cậu ơi. Cậu ta chụp kiểu. Cho nha, eo trao ra cái tâu chi à? Chưa cơ sư tâu chi. Đây là hoàn sông mái của Vịnh Hạ Long. Tiếng Trung gọi là tâu chi. Tâu chi. Tâu chi à? Tư chỉ phi hoa phèo đang nè. Đây à. Thế bên nào tâu chi bú chen à? Mấy con hao hơi chuyên, chuyên thì chơi lại. Chuyên xem bên bú chen à? 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 Chuyên xem b
Em là lái xe. À, cậu là lái xe. Ôi, nhưng mà em nói tiếng giỏi. Bao năm ở nước ngoài. Chị vì không biết nói tiếng này, chị chỉ biết nói tiếng tiếng Trung Quốc. Tiếng chị biết nói tiếng Hàn Quốc. Tiếng này chị Hàn Quyên Quyên biết nói. Quyên vợ công. Vợ ông Tuấn. Ở nhà gọi công. Bây giờ là mình đi đâu? Đi tuyến 2 chả biết đi đâu.